301 bí kíp tồn tại giữa dòng đời của Mule. Tóc mái là phải tự mình cắt, xấu đẹp tự mình chịu không cần oán trách. Ai cắt mái cho chị vậy, chị tự cắt em ơi, không có tốn tiền. Mình kiểm soát cuộc đời mình không giao cho ai hết á. Còn mình tự cắt mà hư thì mình cười he he. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Buồn là phải khóc, thất tình nghe nhạc suy chứ nhất quyết không chữa lành. Mà yêu ai mà bị đá là chị khóc chứ ạ, chị khóc chị suy. Khi mà mình buồn là mình có xu hướng chọn nhạc buồn để nghe, chứ mình không có thích chữa lành. Photoshop là bạn đồng hành chân ái, tay thon mặt đẹp tất cả đều nhờ vào chỉnh ảnh. Bây giờ chị sửa Photoshop lẹ lắm em, bây giờ chị trở thành một cái tay gọi là điêu luyện trong cái khâu Photoshop rồi. Chị đỉnh lắm, giờ chị kiểu giỏi. Wow. Từ ngày lên livestream là Mule lộ ra chân thân của mình là một nghệ sĩ hài. Tất cả những gì mà nữ ca sĩ chia sẻ trên sóng trực tiếp đều rất bình thường, nhưng qua ngữ điệu và cách thể hiện của cô thì netizen lại cảm thấy vô cùng gần gũi và hài hước. Biến mất khỏi mạng xã hội một thời gian, Mule mới đây đã chính thức trở lại với màn livestream cùng người hâm mộ. Lần này, cô không trả lời câu hỏi nữa, thay vào đó là chia sẻ những bí kíp sinh tồn của mình giữa thời đại công nghệ số. Chẳng phải chuyện xài Photoshop khi chụp ảnh rất phổ biến hay sao? Và Mule đã có vài tip giúp người hâm mộ có được những tấm ảnh đẹp hơn. Cụ thể, theo Mule thì muốn mặt đẹp, dáng ngoan khi chụp ảnh thì không gì dễ bằng việc xài Photoshop. Chủ nhân bản hit cô đơn đã quá bình thường không ngại thừa nhận bản thân dù có yếu công nghệ thì vẫn là bậc thầy Photoshop. Cô nàng chỉ fan rằng nên xài app chỉnh ảnh để có được thân hình cân đối hoàn hảo khi chụp. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho thấy mình rất thành thạo công việc này khi chia sẻ bí quyết làm sao cho việc bóp ảnh không bị méo, không lộ ra sơ hở để người ta phát hiện ảnh đã được chỉnh. Hãy lựa background là cây cối, chứ ai mượn tự nhiên đã biết mình sẽ Photoshop và đứng trong cái cột làm cái gì. Bên cạnh câu chuyện Photoshop, Mule còn được hỏi thăm về phần tóc mái của mình. Nhiều fan chọc nữ ca sĩ rằng có lẽ vì tóc mái cắt hỏng nên cô mới lặn mất tâm như vậy. Đáp lại, Mule cho biết tóc mái này là mình tự cắt, chứ không có ra tiệm. Bản thân tự làm thì xấu đẹp tự chịu, không có oán trách ai khác. Vận mệnh của mình phải tự mình nắm trong tay. Cũng giống như việc Mule xử trí ra sao nếu thất tình vậy. Không cần ai khác, cô nàng tự chữa rách vết thương lành bằng cách nghe những bản nhạc buồn. Mule cho biết, nếu bị người yêu chia tay thì sẽ chỉ nghe nhạc buồn, còn nhạc chữa lành nhất quyết không nghe. Đây có lẽ là tình trạng chung của nhiều người. Càng là thất tình, càng phải nghe nhạc buồn.